Phép các bạn 1 phút trước khi vào livestream, tôi xin phép giới thiệu với toàn thể anh em. Tôi là Phạm Xuân Trịnh, bác sĩ thú y, nhà đào tạo kỹ thuật truyền cảm hứng kinh doanh và con người. Tôi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2009. Sau khi ra trường, tôi làm việc cho công ty thuốc thú y Tân Tiến Hà Nội thuộc hệ thống thuốc thú y Tân Tiến, Tiến Thành, Tiến Phát, chuyên nhập khẩu những thương hiệu nổi tiếng như Enanco, Boehringer, Ceva, Lovatip, Zoetip và rất nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Và tôi làm việc trong công ty Tân Tiến Hà Nội được 7 năm. Sau 7 năm cày cuốc học tập về phát triển bản thân mình, tôi đã nghỉ công ty Tân Tiến và chuyển ra mở chuỗi trung tâm thương mại và giải pháp thú y Trịnh Thủy ở 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam. Tổng số cửa hàng của Xuân Trịnh nó có tất cả là 6 cửa hàng và bây giờ nó đã phải đóng cửa tại vì những cái năm gần đây ngành chăn nuôi, đặc biệt là ngành chăn nuôi heo bị sụt giảm nghiêm trọng và thất thoát về vấn đề giá cả. Nên là Xuân Trịnh tôi là một trong những người giống như bao người khác phải đóng cửa rất nhiều cửa hàng của mình và lang thang đầu đường xó chợ, nợ thì không đòi được, tiền thì không có mà tiêu và nhân viên thì bỏ tôi mà ra đi. Nhân viên bỏ Xuân Trịnh ra đi rất nhiều và lúc ngay cái thời điểm đấy tôi cũng rất buồn và tôi đổ lỗi phàn nàn cho bản thân tôi. Tôi nói rằng tại sao chúng mày lại ăn cháo đá bát, tại sao chúng mày lại bỏ Xuân Trịnh mà đi, vợ chồng anh sống có điều gì không tốt với bọn em hay không. Nhưng mà cho đến thời điểm năm 2018 thì sau khi mà công việc kinh doanh đứng trên bờ vực phá sản và đổ vỡ thì tôi mới nhận ra một điều rằng là bản thân Xuân Trịnh tôi chưa đủ lớn, chưa đủ giỏi để người khác có thể làm việc cùng với mình. Và thực sự mình chưa phải là người tuyệt vời để người khác sẵn sàng hy sinh, cống hiến và làm việc bên cạnh mình. Đây là một trong những cái điều mà làm cho Xuân Trịnh bứt rứt và băn khoăn bao năm qua. Và thật may mắn cho Xuân Trịnh là cuối năm 2018, vào hồi tháng 6 năm 2018, trong một lần lang thang ở trên mạng xã hội, tôi tự nhiên tôi đọc được một cái từ khóa ở trên mạng xã hội, nó viết rằng, xin chào Hoàng Thu Hà, viết rằng là ở bên kia sự sợ hãi chính là con người bạn muốn trở thành. Bạn phải trở thành người tuyệt vời hơn để người khác sẵn sàng làm việc cùng với mình, sẵn sàng cống hiến cho mình. Và tôi đã theo học một cái chương trình của một người thầy nổi tiếng, một thầy tuyệt vời của tôi là thầy Phạm Thành Long, một trong những diễn giả nổi tiếng nhất Việt Nam. Và chiếc áo Xuân Trịnh đang mặc đây là chiếc áo Eagle Cam, là một trong những nhân tố, một trong những học viên ở trong lớp Eagle Cam của thầy Phạm Thành Long. Và sau một năm học tập và trải nghiệm, tôi đã trở lại với sân chơi của làng thú y. Tôi đã có thể đem tự nhiên, tôi có thể cống hiến tất cả những cái kiến thức tuyệt vời thú y mà tôi học 12 năm qua cho tất cả mọi người. Và tôi sẵn sàng cho đi mọi thứ và tôi dần dần tôi hoàn thiện bản thân mình để mình trở nên tuyệt vời hơn, để đội nhóm của mình phát triển, để nhân viên của mình tin tưởng vào lãnh đạo và cống hiến cho công ty. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đang xem live stream của Xuân Trịnh. Và hiện tại bây giờ Xuân Trịnh đang ngồi đây và làm cái live stream thứ hai là chẩn đoán bệnh trên heo phần 2 cho tất cả quý vị và các bạn nghe, để các bạn có được một trong những cái chia sẻ cái trải nghiệm tuyệt vời của Xuân Trịnh. Thì anh em đang xem đến đoạn live stream này thì các bạn comment cho Xuân Trịnh số 5 để tôi bắt đầu cái live stream này, cũng hơi dài dòng văn sự một chút để anh em ngồi đợi lâu thì sốt ruột. Thì hôm trước anh em comment số 5 nhá, có 27 người đang xem live stream comment 27 số 5 đi. Hôm trước thì tôi đã làm cái live stream là chẩn đoán bệnh trên heo phần 1 rồi. Thì hôm nay Xuân Trịnh tiếp tục trở lại sân chơi với chẩn đoán bệnh trên heo phần 2. Thì còn tất cả những bệnh còn lại của trên heo thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong cái live stream này. Ok anh em comment số 5 để Xuân Trịnh biết anh em vẫn đang nghe Xuân Trịnh nói và đang xem live stream để tôi bắt đầu cái chương trình live stream ngày hôm nay. Có 28 người đang xem video và hiện tại bây giờ tôi mới thấy rất ít số 5. Thì anh em xem video thì tương tác cùng với Xuân Trịnh để Xuân Trịnh cảm nhận được rằng là các bạn là những người tuyệt vời khi các bạn xem live stream của Xuân Trịnh, tương tác và chia sẻ cái live stream ra để nhiều người nhận được giá trị hơn. Các bạn comment số 5. Xin cảm ơn Hải Nguyễn Dương, xin chào Bình Minh Nguyễn, xin chào Nguyễn Triệu Truyền, xin chào Hoàng Thu Hà. Comment số 5 và các bạn chia sẻ cái live stream ra để cho nhiều người nhận được giá trị hơn. Và xin lỗi các bạn là cái fanpage của Xuân Trịnh đang bị khóa sự hiển thị, thế nên là cái độ tương tác nó sẽ hơi chậm. Rồi bắt đầu cái chương trình live stream ngày hôm nay. Cái bệnh đầu tiên Xuân Trịnh muốn chia sẻ với các anh em là cái bệnh viêm hồi tràng. Thì trong cái bệnh viêm hồi tràng, đây là một trong những bệnh hết sức là quan trọng trong chăn nuôi heo. Các bạn để ý cho tôi một điều rằng là khi mà con heo nó chết ấy thì các bạn sẽ thấy là mất tiền.
Khi con heo nó chết thì các bạn sẽ nhìn thấy mất tiền, nhưng mà khi con heo nó chậm lớn này, nó ăn không hấp thụ được, nó chậm lớn thì đương nhiên các bạn sẽ bị viêm màng túi, các bạn sẽ mất rất nhiều tiền và các bạn không nhận biết được điều này. Thì trong những cái ca bệnh viêm hồ tràng chẩn đoán thì các bạn có thể xác định như sau này. Khi mà con heo của chúng ta nó ỉa phân xi măng ấy, cái phân sống đất cám, thì đây là một trong những triệu chứng của viêm hồ tràng. Các bạn nhớ nhá, ỉa phân xi măng, ăn cám ỉa ra cám, hoặc ăn cám ỉa ra phân sống, đây là một trong những triệu chứng điển hình của cái bệnh viêm hồi tràng gây ra trên heo. Và rõ ràng con heo nó ăn rất nhiều cám, và nó ăn cám thì nó ỉa ra cám, thì đương nhiên là mình sẽ bị thiệt hại kinh tế rồi. Rồi ok, cảm ơn anh em biết bị thiệt kinh tế. Và cái chẩn đoán thứ hai đó chính là cái hiện tượng phân đàn. Khi mà các bạn bắt 10 con heo về cai sữa, cũng cơm bưng nước rót, cũng chăm sóc như nhau, tôi hay trêu đùa là cũng chải đầu như nhau, nhưng nếu ấy mà các bạn đã tiêm sơ cô virus rồi, tiêm vaccine sơ cô virus rồi và bỏ qua triệu chứng của sơ cô virus, mà con heo chúng ta nó vẫn phân đàn, con to con bé, thì các bạn phải để ý cho tôi cái triệu chứng của bệnh viêm hồi tràng. Thì cái bệnh viêm hồi tràng, ngoài cái việc phân sống ra, thì trong cái quá trình mổ khám tôi mới phát hiện ra một điều rằng là ở trong đường ruột của nó có hiện tượng xoăn xoăn như nò xo thế này. Khi mổ ra có thể ở trong ruột nó nứt máu và cái niêm mạc này nó dày lên, thì cái cách phân biệt như sau. Đây các bạn nhìn thấy các tổn thương ở hồi tràng mà thể mãn tính nó như thế này. Ở trong đường ruột của nó sẽ bị tăng sinh tất cả các nốt ở ruột, nó xoăn xoăn mà nó tăng sinh các nốt như thế này, và đương nhiên nó sẽ làm cho ăn cám vào, nó sẽ chóc niêm mạc và nó giai đoạn cuối nó ỉa ra máu đen và nó sẽ chết. Đây là một trong những cái hết sức là nguy hiểm. Tại vì sao? Tại vì nếu các bạn không phát hiện ra viêm hồi tràng này, các bạn dùng thuốc chữa tiêu chảy nó sẽ không khỏi. Tôi ví dụ như trong cái trường hợp nó ỉa phân xi măng ấy, nó ỉa phân xi măng mà các bạn cứ dùng Enro hoặc là dùng những cái thuốc trị tiêu chảy thì nó không thể khỏi được. Đặc biệt là cái bệnh viêm hồi tràng này, rõ ràng nó là bệnh đường ruột, nhưng tại sao dùng các kháng sinh đường ruột nó lại không khỏi? Thì các bạn phải đặt ra ngay câu hỏi là có phải đúng bệnh đúng thuốc hay không. Và tiếp theo nó như thế này, khi mà cái ruột nó tăng sinh như này thì ở cái giai đoạn cuối cùng của nó sẽ tạo thành những cái kén, nó sẽ tạo thành những cái niêm mạc dày hơn và nó tạo thành những cái lõi này. Khi cái lõi này nó ăn cám vào, ăn thức ăn vào, nó sẽ chạy qua đường ruột và nó chóc ra, nó chảy máu ở trong ruột, nó làm cho con heo bị ỉa ra máu và nhiễm trùng huyết và có thể chết. Và đây là một trong những cái triệu chứng điển hình của bệnh viêm hồi tràng. Tiếp theo, triệu chứng được viêm hồi tràng ở trên heo con. Khi con heo con ấy mà mới cai sữa ấy, khi mà mới cai sữa xuống chuồng, thường nó rất hay bị bệnh viêm hồi tràng. Đặc trưng là nó ăn cám và nó ỉa phân đen phân lẫn cám, thì đây là một trong những triệu chứng quan trọng của bệnh viêm hồi tràng. Thì trong cái hình này các bạn nhìn thấy không, nếu mà cái đường ruột của nó mỏng như tờ giấy thì đây nó bị E. coli, còn nếu mà nó xoăn xoăn như nò xo thì nó bị Elitis. Thế thì bây giờ cái cách chữa cái bệnh Elitis như nào thì tôi sẽ phân tích tiếp cái bệnh Elitis như này. Ở đây là một trong những cái triệu chứng mà tôi đã mổ khám ở trên đường ruột của con heo bị viêm hồi tràng. Thì các bạn nhìn thấy không, ở đây trên niêm mạc của nó có hiện tượng tăng sinh dày lên, và quan trọng nhất là ăn cám xong nó sẽ làm chóc niêm mạc và nó ỉa ra cám lẫn máu, thậm chí còn có những cái bãi phân nó rất đen kịt thì, nhưng nó không khắm thì mọi người nghĩ là dịch tả, nhưng đây viêm hồi tràng nó sẽ làm cho phân của nó cũng đen lẫn máu. Ok rồi, xin chào Trần Anh Quyết, xin chào Hiền Dương, xin chào toàn thể anh em. Xin chào anh Quang Đoàn. Anh em đang xem livestream đến đoạn này thì comment cho Xuân Trịnh số 5 nhá. Comment Xuân Trịnh số 5 để Xuân Trịnh nói tiếp. Có 29 người đang xem comment số 5. Ok, số 5 nhiều phết rồi. Ok. 29 người đang xem comment số 5 và chia sẻ cái livestream này ra để nhiều người xem hơn. Ok rồi. Xin chào toàn thể anh em thân mến. Anh em có thể giúp Xuân Trịnh comment số 5 và chia sẻ cái livestream này ra để nhiều người xem hơn không? Ok rồi, tôi nói tiếp bệnh viêm hồi tràng này. Khi mà bệnh viêm hồi tràng xảy ra thì các bạn nhìn thấy cái đường ruột của nó xoăn xoăn như nò xo thế này, nó sẽ ăn và nó không hấp thụ được thức ăn và hết sức là nguy hiểm. Thế thì cái cách chữa bệnh viêm hồi tràng này như nào? Các bạn để ý cho tôi là khi mà bị bệnh đường ruột nhưng mà lại sử dụng kháng sinh nào cho nó hiệu quả, thì các bạn chú ý là tôi kể một câu chuyện như thế này. Cái năm 2017 ấy, khi tôi giúp một cái trại 300 nái ở trên Phú Thọ điều trị một cái đàn heo mà nó có hiện tượng heo lái, nó cứ ỉa ra phân xi măng, nứt máu và chết. Thì tôi, cái chủ trại đấy, người ta nói với tôi là tại sao tôi dùng tất cả loại kháng sinh,
chữa tiêu chảy như Enro, như là Genta, như mọi cái, tại sao nó không khỏi. Thì tôi mới chia sẻ với họ một điều rằng là sau khi mổ, sau khi chẩn đoán và nghiên cứu, tôi mới phát hiện ra một điều rằng là đàn heo nhà ông chủ này, con heo lái, nó bị bệnh viêm hồi tràng. Và nếu mà nó nằm ở dưới mặt đất ấy, mà nó chết, nó ỉa phân mà nó cứ chảy ra ấy. Các bạn nhớ nhá, nó nằm ở trên đất mà phân nó cứ chảy ra, phân sống ấy, thì con heo lái nó rất nhanh đi. Và hiện tại cái trại đấy bị chết mất 3 con heo lái rồi. Và gọi tôi xuống thì người ta nói với tôi một điều rằng như thế này, để tôi tự nhiên Sơn Trịnh tôi cảm thấy được trân trọng hơn. Người ta nói như thế này, có mấy người người ta đồn ấy là nếu mà bị những cái ca bệnh này chỉ gọi đến bác sĩ Trịnh thôi thì may ra người ta sẽ tư vấn cho bác được cái giải pháp tốt. Thì tôi lúc ngay thời điểm đấy tôi nghe tôi rất là thấy thú vị và bùi tai, tại vì mình được khen quá mức này. Ở trong làng thú y và trong người dân làm kỹ thuật thì có rất nhiều người có trình độ vượt xa tôi và có trình độ cực kỳ là tốt. Nhưng mà tại vì người ta không có cái cơ hội được cống hiến, không có cái cơ hội được thể hiện như thế. Và tôi đã chữa bệnh rất nhiều ca rồi, nên là khách hàng nói như thế, bảo là cái bệnh này chắc chắn chỉ có ông Trịnh ra tay thì mới khỏi thôi. Và tôi đã dùng một cái công thức hết sức đơn giản để có thể là chữa cái bệnh trên heo này. Nếu mà anh em muốn biết cái công thức của Sơn Trịnh là gì thì anh em comment cho tôi số 6 và chia sẻ cái live stream này ra, thì tôi sẽ nói cho các anh em biết là cái phác đồ Sơn Trịnh dùng để chữa viêm hồi tràng là gì. Nó rất tuyệt vời luôn, và nó tuyệt vời đến mức là sau khi tôi chữa cho người ta xong, người ta còn phải chắp tay người ta lại tôi, người ta bảo là đúng thật như ông nói, sau một mũi tiêm đầu tiên là con heo nó đã có hiện tượng dừng lại và nó không lây cho con khác, nó không kế phát cho con khác rồi. Thì người ta bây giờ người ta vẫn rất tôn sùng tôi và người ta vẫn đang sử dụng mua thuốc của bên công ty tôi thường xuyên. Thế thì anh em comment cho tôi số 6 và chia sẻ cái live stream này ra, thì tôi sẽ tiếp tục anh em comment số 6 và chia sẻ cái live stream này ra, tôi sẽ nói cho anh em biết cái phác đồ tôi sử dụng như thế nào để điều trị con heo lái bị viêm hồi tràng. Và rất nhiều con heo con sau khi cai sữa ra nó bị viêm hồi tràng như thế này, thì anh em thấy úm heo rất nhức đầu. Anh em comment số 6 và chia sẻ cái live stream này ra nhá. Có 231 người đang xem, tôi cần 31 số 6 để tôi biết anh em đang xem live stream đến đoạn này. Hết sức là thú vị. Ok, comment số 6 đây, comment số 6 và chia sẻ cái live stream này ra để cho Sơn Trịnh bật mí cho các bạn biết cái phác đồ tôi sử dụng là như thế nào để chữa bệnh viêm hồi tràng này. Và hôm nay tôi sẽ nói các bạn công thức để các bạn phòng và chống bệnh viêm hồi tràng luôn. Ok, tôi thấy nhiều số 6 hết rồi đấy, nhưng mà anh em quên chưa chia sẻ, sao các anh em chia sẻ giúp Sơn Trịnh cái live stream này ra đây. Chia sẻ ra để nhiều người nhận giá trị hơn, tại vì nói thật với anh em là cái fanpage của Sơn Trịnh nó đang bị khóa. Tôi không biết nó đang bị khóa cái gì. Anh em comment nhiều số 6 và nó đang bị khóa cái gì, nhưng mà đại để là anh em giúp Sơn Trịnh chia sẻ cái live stream ra, tại vì nó đang giảm tương tác. Hôm bình thường tôi đăng một cái content ngắn ấy, thì nó cũng khoảng tầm 3-5 ngàn tiếp cận, nhưng mà hôm qua đến hôm nay tôi đăng nó chỉ có mấy trăm lượt thôi. Thế nên là cái Facebook, cái fanpage của Sơn Trịnh đang bị giảm tương tác. Anh em giúp Sơn Trịnh comment số 6 và chia sẻ cái live stream này ra để tôi bắt đầu chia sẻ với anh em cái phác đồ điều trị bệnh này. Thì trong cái nhóm học mà bí mật chuyên gia trong phác đồ điều trị bệnh vật nuôi của Sơn Trịnh thì tôi cũng đã từng nói đến cái trường hợp chữa cái này rồi, nhưng hôm nay tôi sẽ bật mí với các bạn cái cách chữa bệnh viêm hồi tràng như thế nào để các bạn là quản lý hiệu quả và tư vấn cho tất cả những người chăn nuôi cái công thức tốt và mang lại giá trị kinh tế tốt nhất cho người chăn nuôi. Thế thì cái câu chuyện là đầu tiên anh em phải biết là cái bệnh viêm hồi tràng nó hay xảy ra vào những thời điểm nào. Bệnh viêm hồi tràng thường thứ nhất ấy là nó hay xảy ra trên con heo con sau cai sữa. Các bạn nhớ nhá, heo con sau cai sữa là thời điểm nhạy cảm nhất của bệnh viêm hồi tràng. Thời gian thứ hai đó chính là giai đoạn từ 14 đến 16 tuần tuổi. Các bạn nhớ nhá, là 14 đến 16 tuần tuổi trên heo thịt nó sẽ bị bệnh viêm hồi tràng này. Và trên heo nái thì nó bị mọi giai đoạn, nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Và kia con vi khuẩn Neisseria này là một con vi khuẩn hết sức là nguy hiểm ở trong chăn nuôi heo. Và nó không làm chết heo, nó chỉ làm cho con heo giảm, nó sẽ làm tăng FCA, ăn nhiều cám nhưng nó không lớn và nó ỉa ra toàn cám không thôi. Thì có 3 giai đoạn, tôi đọc lại này, có 3 giai đoạn. Ok anh em, cảm ơn anh em số 6 rất nhiều chia sẻ live stream. Có 3 giai đoạn mà nó xảy ra bệnh viêm hồi tràng. Giai đoạn số 1 đó chính là heo con sau cai sữa. Giai đoạn số 2 là heo thịt từ 14 đến 16 tuần tuổi. Và giai đoạn số 3 là heo nái ở mọi giai đoạn đều có thể bị. Khi mà nó nằm mà nó ỉa ra
cám ấy, ỉa chảy nó cứ chảy cám tô tô ra đấy ỉa, thì nếu mà các bạn chữa không kịp và chữa không chuẩn thì con heo nái của các bạn sẽ rất dễ chết. Và thưa các bạn là thời điểm này ấy, là một trong những thời điểm tuyệt vời cho ngành chăn nuôi heo. Giá heo sau cai sữa có thể lên đến 2 triệu đồng và giá heo thịt như thế này, ví dụ như là bây giờ heo thịt hình như là 65 thì phải, thì 6 triệu rưỡi một con heo một tạ. Và đương nhiên con heo nái có lúc thời điểm bán có 2 triệu một con heo nái thôi, nhưng mà thời điểm này con heo lái của chúng ta nó đã trị giá hơn 10 triệu rồi. Nếu mà các bạn không nắm được bí quyết này, không giữ được bí quyết này và không biết được cách làm thế nào để cho kiểm soát tốt ngành chăn nuôi heo thì các bạn sẽ không thành công trong việc chăn nuôi heo. Thì tôi sẽ bật mí cho các bạn làm thế nào để chúng ta có thể chắn được cái viêm hồi tràng. Các bạn nhớ nhá, kiểm soát và chắn được viêm hồi tràng. Cái thứ hai là điều trị bệnh viêm hồi tràng. Ok, tôi sẽ quay trở lại tiếp cái câu chuyện mà cái người đàn ông đấy người ta nói về tôi và người ta nhờ tôi chữa đàn heo lái nhà người ta. Thì sau khi xuống thì tôi đưa cho người ta hai chai thuốc. Một chai là chai 40 Earth của bên V-Bắc. Chai thuốc thứ hai tôi đưa cho khách hàng đó chính là chai Tylosin của tôi. Thế thì khách hàng mới hỏi tôi bảo, ô ông Trịnh ơi, tại sao heo lái nhà tôi nó bị tiêu chảy ra máu, nó bị tiêu chảy phân sống mà ông lại đưa thuốc chữa ho để ông chữa? hỏi rất hay. Tại sao heo nhà tôi đang bị tiêu chảy mà ông lại đưa thuốc chữa ho để tôi tiêm? Cái này ông có sai không? Trời ơi, rất hay luôn. Hỏi những câu làm cho tôi bỡ ngỡ. Và tôi nói với người ta một điều rằng đúng bệnh đúng thuốc. Bác đã tin tưởng em chẩn đoán thì em cho bác phát đồ chữa một phát ăn ngay. Và sau khi người ta sử dụng cái 40 Earth, người ta tiêm mũi đầu tiên cho heo nái thì con heo nái đã không ỉa ra máu, không chảy phân sống nữa và đã dừng lại vào ngay. Và ông khách hàng đấy 2 ngày sau, 3 ngày sau không thấy gọi điện cho Xuân Trịnh. Và tôi tự hỏi một điều rằng không biết là mình đã chữa được heo chưa hay là mình làm một điều gì sai để ông phật ý. Và sau 5 ngày sau thì tôi gọi điện lại. Sau 5 ngày sau tôi gọi điện lại cho ông khách hàng đấy thì ông mới nói rằng là tôi lại anh Trịnh, tôi cảm ơn anh rất nhiều tại vì anh đã cứu được đàn heo nhà tôi. Và tôi thấy anh rất bận và quan trọng nhất là tôi chữa nó được rồi nên tôi không thông báo lại với anh. Tôi mới cười, tôi bảo là thế bác làm như vậy là sai quy tắc. Tại vì sao? Tại vì khi em giúp bác chữa heo bác phải báo phát đồ cho em để em biết là chữa nó có khỏi hay không. Nhưng mà thôi, đấy là một câu chuyện tuyệt vời của cá nhân Xuân Trịnh. Và tôi sẽ đọc phác đồ cho các bạn. Tất cả những người đang xem livestream tôi sẽ đọc phác đồ cho các bạn như sau. Đầu tiên các bạn sẽ làm như sau này. Trên cái con heo con mà chuẩn bị cai sữa, ví dụ như là các bạn sẽ cai sữa heo vào lúc 21 ngày chẳng hạn, thì việc đầu tiên cái ngày 15 đến 17 là các bạn phải lấy ngay cái sản phẩm TA Colit của bên công ty Big Boss về, các bạn trộn vào trong cám tập ăn cho con heo con nó ăn. Thì khi mà con heo con nó ăn ấy, khi con heo con nó ăn từ lúc 17 18 ngày tuổi thì 21 đến 24 ngày tuổi các bạn sẽ cai sữa được con heo. Và lúc đấy các bạn nhớ cho tôi là con heo con khi mà đang theo mẹ ấy, thì nó nhận kháng thể mẹ truyền từ sữa sang. Nhưng mà rất tiếc một điều rằng khi mà cai sữa đến lúc mà 35 ngày tuổi ấy, người ta gọi là 2 tuần sau cai sữa, thì con heo nó không có một cái chất gì, một cái kháng sinh gì để nó phòng trên con heo con. Thì cái giai đoạn này người ta gọi là lỗ hổng miễn dịch ở trong chăn nuôi. Các bạn nhớ nhá, 2 tuần sau khi cai sữa người ta gọi là lỗ hổng miễn dịch ở trong chăn nuôi heo. Nên là các bạn phải sử dụng cái Tiacolit của bên Big Boss. Tiacolit nhá, của bên Big Boss, các bạn trộn vào trong cám cho con heo ăn từ lúc 18 ngày đến lúc chuẩn bị tiêm dịch tả 35 ngày thì đàn heo của các bạn đường ruột nó mới sạch, nó mới không bị phân xi măng, nó mới không bị tọp heo, nó mới không bị tiêu chảy. Và có rất nhiều cái trại mà tôi đang hỗ trợ, ví dụ như là ở trên Phú Thọ có trại nhà anh Biên Mắc Luận thì đang sử dụng cái Tiacolit của bên công ty Big Boss và anh cũng rất hài lòng vì cái sản phẩm này. Tại vì đây là một trong những cái sản phẩm mà tôi đã làm cái công thức này để cho hỗ trợ ngành chăn nuôi Việt Nam. Thì có rất nhiều người hỏi là tại sao không dùng những cái sản phẩm ngoại đi lại dùng những cái sản phẩm thuốc sản xuất trong nước. Nó chẳng sao cả, các bạn đã xem một cái livestream của Xuân Trịnh là sử dụng thuốc nội hay thuốc ngoại,
nó không quan trọng là thuốc đô hay thuốc mại, quan trọng nhất nó là hiệu quả. Thì cái sản phẩm Tiacolin của tôi cực kỳ hiệu quả. Hôm nào tôi cho các bạn xem hình ảnh nhá. Nó là một trong những sản phẩm tuyệt vời của Việt Nam mình sản xuất và sánh vai cùng với các cường quốc năm châu. Thì đầu tiên ở trên heo con, anh Thuyết ghi rất đúng là lỗ hổng miễn dịch. Thì cái lỗ hổng miễn dịch này anh em cần phải cho cái Tiacolin anh em trộn. Tiacolin anh em trộn từ lúc 18 ngày tuổi đến tới khoảng 2 tuần sau khi mà cai sữa. Thì lúc này con heo con của chúng ta sẽ được bảo vệ bởi chống lại bệnh liên quan đến viêm hồi tràng và chống lại tất cả những mầm bệnh ảnh hưởng đến sức đề kháng, đến sức khỏe của con vật nuôi. Và đây là công thức số 1. Và khi mà để điều trị cái bệnh viêm hồi tràng này thì anh em sử dụng thuốc như nào? Nó có hai công thức mà Xuân Trịnh tôi hay dùng. Công thức số 1 là tôi đem cái Tinogenta, gọi là cái Gentafor của bên công ty Big Boss ấy. Có Gentafor đây không? Nơi xem này, cái chai Gentafor của công ty Big Boss, thành phần của nó là Tinosin và Genta. Các bạn chỉ cần tiêm một phát cho con heo thôi thì tự nhiên nó sẽ hết bệnh viêm hồi tràng, ỉa phân xi măng, và quan trọng nhất nó còn không bị cái bệnh thương hàn nữa. Thì đấy, cái sản phẩm Genta Tinofor nhá. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng công thức như là các bạn mua cái sản phẩm Fortia Earth của bên công ty Vibac này. Các bạn có thể mua Dyla Mutilin của công ty Lovatis tiến hành bán này. Các bạn có thể mua Tilan 200 của công ty Tân Tiến Hà Nội bán này. Các bạn có thể dùng bất kỳ một thành phần nào liên quan đến cái nhóm Macrolide. Thì thuốc chữa ho thật nhưng nó lại chữa được bệnh viêm hồi tràng cho chúng ta. Tiếp theo, ở trong giai đoạn heo thịt, thời gian này rất quan trọng, heo thịt từ 14 đến 16 tuần tuổi, giai đoạn mà chuyển đổi cám, thì con heo thịt nó rất hay ỉa phân xi măng, thậm chí nó ỉa phọt cần câu. Trong cái video này tôi không tiện mở một đây để tôi mở một cái video cho anh em xem về cái hiện tượng là heo bị viêm hồi tràng phọt cần câu nhá, để anh em xem chơi cho nó vui thôi nhá. Đây tôi mở cho anh em xem viêm hồi tràng ở trên heo nhá. Tại sao mà nó lại không chạy nhỉ? Ok rồi nhá. Viêm hồi tràng trên heo này. Mr. Trịnh, ok tôi mở viêm hồi tràng trên heo cho anh em xem nhé. Không biết xem ở đâu. Không nên, chắc là mở nhầm định dạng rồi. Ok không sao. Đây anh em nhìn đây. Đây là một trong những triệu chứng của bệnh viêm hồi tràng. Con heo ỉa phân xi măng. Các bạn nhìn thấy đây, phân sống rõ ràng đây. Nhìn trên màn hình đây, phân sống rõ ràng đây nhá. Đây là phân xi măng này. Tiếp theo là con heo nó vừa ho, nó vừa phụt này. Đây, nó vừa ho, vừa phụt này. Các bạn thấy chưa? Tiếp theo này, đây nó đứng này, nó cứ chảy tòng 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 như thế này, các bạn thấy kinh không? Nó chảy tòng tòng phân như này này. Tiếp theo này, đây phân sống này, quay phân sống này. Đấy, phân ỉa tòng 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 phân sống. Mà có những con heo rất là đây, các bạn thấy không? Nước chảy bèo trôi này, chảy tòng tòng tòng. Đây đây đây, các bạn nhìn thấy chưa? Phân chảy tòng 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 tòng. Đây là một trong những triệu chứng của bệnh viêm hồi tràng tuyệt vời của chúng ta. Và xin chúc mừng tất cả những người anh em đang xem live stream, 30 người anh em đang xem live stream của Xuân Trịnh. Đến phần này anh em sẽ có công thức để chữa bệnh viêm hồi tràng. Đấy, nè, heo 40-60 cân bị phân sống như này. Ok nhá, thôi xem video vậy thôi. Xem ví dụ vậy thôi. Đấy thì cái triệu chứng đấy người ta gọi là triệu chứng của bệnh viêm hồi tràng. Và các bạn khi mà heo chúng ta bị viêm hồi tràng, nếu mà các bạn không phòng và chống nó kịp thời thì tác hại vô cùng to lớn. Đúng rồi, anh Nguyễn Đình Thuyết, đúng rồi, anh Nguyễn Đình Thuyết bảo là heo đái ra phân không cần ỉa, chuẩn, hay quá. Nếu anh em thấy hay thì cho một tràng pháo tay ấy. Cho tràng pháo tay và comment cho tôi số 7 ấy. Rồi đợi tí, xin chào Đặng Thúy Trang, xin chào Đức Danh Nguyễn, anh em comment cho Xuân Trịnh số 7 ấy. Comment số 7 và chia sẻ cái livestream ra để tôi tiếp tục chia sẻ với anh em về cái bài giảng này. Ok nhá. Thế thì bây giờ tôi nhân tiện ở đây thì tôi sẽ bật mí cho anh em biết là cái sản phẩm anh em có thể điều trị cái bệnh viêm hồi tràng cho. Cái này không phải là quảng cáo mà đang tiện ở văn phòng thì bê ra thôi. Thứ nhất nhá, là anh em sẽ dùng một cái sản phẩm, cái này này nó gọi là Gentatilofor này. Trong này Gentatilofor này nó có thứ nhất đấy là Gentamicin 5g, Tinosin 10g. Đây là một trong những cái sản phẩm đây, nó đề đây là chữa viêm hồi tràng. Ok, khi mà các bạn đeo cái Gentatilofor này, các bạn pha với là cái dipirone đây này. Các bạn nhớ nhá, là cái dipirone này nó tạo thành một cái cặp bài trùng. Các bạn nhớ nhá, đây là tôi đọc lại này, Gentatilofor ở trong này nó có một cái tán dược khá đặc biệt. Khi các bạn kết hợp với cái dipirone 50% đây này, thì xin thưa với các bạn, Michael cũng tịt mà viêm hồi tràng cũng tịt,
kể cả hồng nị cũng tịt luôn, và con heo tiêu chảy thì tịt 100% rồi. Đấy, tiếp theo một cái dòng nữa các bạn có thể dùng ở trên cái bệnh viêm hồi tràng, các bạn có thể dùng cái nhóm Nancomycin cũng được, gọi là tạm thời được. Và ở bên công ty Big Boss Nhân Thiện đây có cái sản phẩm Lancospic 4 này, Lancospic 1 này là cái sản phẩm mà tôi chuyên dùng ở trên con gà mà nó chữa cái bệnh ORT với CCRD đấy. Thì kết hợp với này cái Dipyrone này nó tạo thành một cặp đôi hoàn hảo. Đây là không, đây là tôi tự nhiên ông Lê Hiếu cũng mang cái sản phẩm này lên cho tôi, nhưng mà đây cặp đôi hoàn hảo, ok nhá. Tiếp theo cái sản phẩm Tiacolid ấy, thì anh em hỏi bên phòng kinh doanh của công ty Big Boss, nó có cái sản phẩm thuốc trộn đấy, anh em về anh em dùng ở trong chăn nuôi nhá. Comment số 7 và chia sẻ cái livestream này ra. Rồi ok, số 7 nhiều phết rồi, nhưng mà có 33 anh xem đang xem livestream mà sao số 7 ít thế nhỉ? Comment số 7 nhiều tí để tôi biết anh em đang tương tác cùng với Xuân Trịnh, để tôi nói tiếp à. Số 7. Ok đúng rồi, Lancospic 4 của Big Boss này. Genta Tilo 4 đúng rồi. Và nhớ nhá, anh thuyết nhá, là phải kết hợp mới là Dipyrone nhá. Đây là kết hợp cái Dipyrone này. Dipyrone ấy. Hoặc là ở bên đây là công ty Big Boss ấy thì có sản phẩm là Dipyrone này. Còn công ty Gia Khánh thì có sản phẩm là Lazin đấy, lần trước tôi giới thiệu đấy. Anh em comment số 7 và chia sẻ cái livestream ra. Xin chào Hoàng Thu Hà nhá. Hoàng Thu Hà là một trong những người bạn tuyệt vời của Xuân Trịnh tôi, một cô gái là hết sức là xinh xắn và tài năng, đang làm chủ của một đại lý rất lớn ở Thái Bình. Và đây là một trong những địa điểm là đáng tin cậy để anh em chúng ta ở Thái Bình có thể qua để nhờ tư vấn kỹ thuật và mua những cái sản phẩm tuyệt vời. Và Hoàng Thu Hà là quên là chưa lộp bài tập cho anh Trịnh đâu nhá. Rồi xin chào anh Nguyễn Đình Thiết, xin chào anh Nguyễn Văn Hai, xin chào Hiền Dương, xin chào những người tuyệt vời của chúng ta ở đây. Hiền Dương và anh Thuyết, Hoàng Thu Hà và Hương Phùng có thể chia sẻ cái livestream ra để nhiều người nhận được giá trị hơn. Ok rồi. Rồi, ok rồi, tiếp tục nhá. Rồi ok, anh em comment số 7 và chia sẻ cái livestream ra để nhiều người nhận được giá trị hơn. Rồi cảm ơn Nguyễn Văn Hai, cảm ơn Hoàng Thu Hà nhá. Anh em cần sản phẩm, cần những cái gì hay, cần những cái sản phẩm tốt thì qua Hoàng Thu Hà ở đại lý Hồng Minh ở thành phố Thái Bình nhá. Ok rồi. Hoàng Thu Hà nhớ lộp bài tập nhá. Rồi ok, tôi tiếp này. Thế thì cái đàn heo mà cho ai từ 40-60 cân ấy, nó khoảng 14-16 tuần nó rất là hay bị viêm hồi tràng. Thế thì anh em cần phải làm như sau. Cái con Lausolia ấy, con vi khuẩn này nó gọi là con vi khuẩn Lausolia. Thì cái con vi khuẩn này nó thường trực ở trên đường ruột của vật nuôi. Nó chỉ đợi là có một yếu tố nào đấy thay đổi thất thường làm cho con vật nó xì chép. Nó sẽ làm cho con vật, con heo của chúng ta nó bị tiêu chảy viêm hồi tràng. Thì các bạn phải tuần thứ 12 ở trong chăn nuôi heo, các bạn phải mua cái Tiacolid về, các bạn cho nó ăn khoảng một tuần liền trước khi mà nó vào giai đoạn mà chuyển cám, cái giai đoạn mà từ 14 đến 16 tuần tuổi ấy, thì cái giai đoạn 16 tuần tuổi thì con heo của chúng ta nó sẽ không đi ỉa, không phải là đái. Nãy ông Thuyết, nãy anh Thuyết đẹp trai ở Hưng Yên anh nói là cái gì nhỉ? Anh nói tôi sẽ xem lại này. Anh Thiết lúc nãy anh nói là anh bảo là ok, anh Thiết anh bảo là heo đái ra phân không cần ỉa, đúng rồi đấy. Ok đúng rồi chính xác. Nên là khi mà các bạn nhớ là giai đoạn từ 14 đến 16 tuần tuổi là con heo nó rất dễ bị viêm hồi tràng, thì các bạn phải dùng cái Tiacolid, các bạn cho nó ăn lúc 12 tuần tuổi ấy, thì đàn heo của chúng ta nó sẽ không bị viêm hồi tràng, nó hay ăn trong lớn thì mới nhanh được bán. Còn nếu mà để mà nó ỉa phân xi măng ấy, nó viêm hồi tràng thì nó cực kỳ chậm lớn và nó rất chán, nuôi như thế chán lắm. Ok nhá. Thế thì cái cách chữa mà heo choai, cách chữa heo choai mà tầm 4 đến 60 cân mà bị viêm hồi tràng hay ỉa phân sống đấy, thì các bạn đừng có nghĩ là các bạn chỉ cần giảm ăn cám đấy. Đương nhiên là mình giảm ăn cám thì nó sẽ đỡ thôi, chứ nó không khỏi được. Nhiều người có cái kinh nghiệm là dùng cái cách là giảm cám ăn vào đấy, tức là cho nó ăn ít đi thì nó sẽ không tiêu chảy. Thì đúng, đương nhiên là nguyên lý như thế. Khi mà nó đang tiêu chảy á, khi nó đang tiêu chảy mà anh em cho giảm cám đi thì đương nhiên là nó sẽ giảm tiêu chảy rồi, nhưng mà vấn đề nó không trị được tận gốc của nó. Anh em nhớ nhé, không trị được tận gốc, chia sẻ cái livestream ra giúp nhá. Không trị được tận gốc của nó, thế nên là cái việc mà khi mà không trị được tận gốc ấy thì nó sẽ làm cho con heo nó chậm lớn. Thì cái cách làm như sau này. Cái cách mà chữa cái bệnh viêm hồi tràng mà ở trên heo choai ấy, thì các bạn nhớ là trên heo choai nếu mà viêm hồi tràng mà các bạn dùng cái Genta Tino 4 này thì các bạn chữa nó sẽ không hiệu quả, mà bắt buộc trên heo
Choai to ai thì một là các bạn phải dùng cái tiamulin hoặc tinosin, cái thứ hai là các bạn có thể dùng cái fortius của bên Vibac ấy, và cái thứ ba là các bạn có thể dùng cái sản phẩm là lanco specti one này, kết hợp với là cái dipyrone này, nó sẽ giải quyết được cái vấn đề vì viêm hồi tràng trên heo choai từ 40 đến 60 cân nhá. Ok được rồi, thế thì câu chuyện đặt ra là các bạn cần phải nhớ cho tôi những thời điểm như sau. Thứ nhất là trong giai đoạn heo con sau cai sữa, người ta gọi là lỗ hổng miễn dịch, thì anh em phải cho ăn Tiacolid cho heo con. Ok, heo thịt thì từ lúc 12 tuần tuổi các bạn sẽ cho ăn từ 12 đến 13 tuần tuổi cái Tiacolid đấy, để cho nó chống cái bệnh viêm hồi tràng trong giai đoạn từ 14 đến 16 tuần tuổi của heo thịt. Tiếp theo trên heo nái ấy, thì các anh em sẽ làm như sau này. Các bạn nhớ là trên heo nái nó có một cái bệnh này tôi sẽ nói luôn này, tôi đã nói luôn một tí nó mất sóng não là không nói được nhá. Cái bệnh này tôi sẽ chuyển sang một cái bệnh này để các anh em biết là ok nhá. Bây giờ nhá, tại sao trên heo con ấy là các bạn cần, trên heo nái các bạn phải để ý cho tôi như này, trên heo nái ấy nó có một cái bệnh liên quan đến cái bệnh mà cái nên trên heo nái nó có một cái bệnh, không phải cái bệnh này rồi, trên heo nái nó có một cái bệnh nó trên heo nái tự nhiên thấy không, để xin lỗi anh em nhé, đang làm live stream tự nhiên ông anh rể gọi điện hỏi thăm cái gì một phát là nó bị mất sóng não à, nó bị mất sóng não nên đang nói tự nhiên nó bị mất sóng não. Ok không sao nhá, anh em đang xem live stream thì comment cho tôi số 7 cái nào, số 7 có chưa, số 7 có rồi không, anh em comment số 7 và chia sẻ cái live stream và ra cái tự nhiên mất sóng não cho Xuân Trịnh hồi phục nguyên khí một phút ấy. Đúng không, mình đang làm cái việc này ấy, mà tự nhiên có một người tác động vào là gọi điện alo một phát này là tự nhiên mất sóng não, khổ thân tôi. Đúng nhá, trên heo lái ấy, thì các bạn nhớ là con heo lái để mà chống cái vấn đề là viêm tử cung mất sữa và nó có kháng sinh nó truyền cho heo con ấy, mà trong cái giai đoạn heo con mà đang bú mẹ ai thì anh em phải làm như sau. Anh em lấy cái Tiacolid về, anh em cho con heo nái ăn 1 tuần trước khi sinh và 2 tuần sau khi đẻ. Nhớ nhá, 1 tuần trước khi sinh và 2 tuần sau khi đẻ. Mục tiêu thứ nhất là làm cho sạch con heo nái trong quá trình nó sinh sản, nó sẽ không bị viêm nhiễm, viêm tử cung, mất sữa. Cái điều số 2 là khi nó ăn cái Tiacolidin vào ấy thì nó sẽ làm cho cái E. coli ở trên con heo nái nó giảm đi và trong sữa nó giảm đi thì heo con nó bú nó rất an toàn. Và cái cách phát hiện con heo nái nó bị E. coli nhiễm trùng huyết như sau này, các bạn nhìn thấy ở trên cái sống lưng của con heo nái này mà nó có cái mạt sắt nó đỏ đỏ nó cứ chạy dọc sống lưng này, là kiểu gì con heo đấy nó cũng bị cái bệnh E. coli và sau này nó đẻ ra heo con hay bị tiêu chảy lắm. Anh em nhớ nhá, nhìn ở trên cái sống lưng của heo nái này, nếu mà nó có cái mặt sắt mà nó có cái đo đỏ nó cứ chạy dọc thân ấy, nó chạy dọc cái xương sống lưng của con heo này thì chắc chắn con heo đấy nó đang bị cái bệnh E. coli nó xâm nhiễm. Nếu mà các bạn dùng vaccine tai xanh bạn tiêm vào con heo nái đấy thời điểm đấy á thì nó cũng không hiệu quả, tại vì con tai xanh nó rất kỵ với con gram âm, nhất là con E. coli, nên là các bạn phải dùng kháng sinh Tiacolidin cho con heo nái ăn để tẩy sạch cái E. coli nhiễm trùng huyết ở trên người nó đi thì heo con nó mới khỏe được. Đấy nên là anh em dùng cái Tiacolid này anh em cho con heo nái ăn 1 tuần trước khi sinh và 2 tuần sau khi đẻ để nó truyền kháng sinh, để nó truyền cái chất mà nó phòng chống cái bệnh viêm vú viêm tử cung mất sữa ở trên heo nái. Thế thì có 3 giai đoạn để sử dụng cái Tiacolid của bên Big Boss. Số 1 nó chính là lỗ hổng miễn dịch trong chăn nuôi heo con. Cái điều số 2 là giai đoạn từ 12 đến 14 tuần tuổi, từ 12 đến 13 tuần tuổi của heo thịt, nuôi thịt. Và điều số 3 là heo nái mang thai cho ăn 1 tuần trước khi sinh và 2 tuần, 1 tuần trước khi sinh và 2 tuần sau khi sinh, đến là 3 tuần liền ấy, thì đàn heo của chúng ta sẽ vô cùng khỏe mạnh và con heo con nó sẽ bụng bẫm, nó không bị tiêu chảy trong giai đoạn theo mẹ. Đó, ok, bệnh viêm hồi tràng dừng lại ở đây được chưa? Nếu anh em thấy bệnh viêm hồi tràng đã rõ rồi mà không hỏi câu hỏi gì thì anh em, xin chào anh Nguyễn Văn Minh nha, xin chào anh Phí Xuân Quyền. Nếu anh em đã rõ bệnh viêm hồi tràng rồi thì anh em comment cho Xuân Trịnh số 8 và chia sẻ cái live stream này ra. Ok, comment số 8 và chia sẻ cái live stream ra để tôi chuyển sang một bệnh mới nè. Bệnh viêm hồi tràng hơi dài rồi đấy. Alo, anh em comment số 8 và chia sẻ cái live stream ra, tương tác cùng Xuân Trịnh đi để Xuân Trịnh biết là anh em đang xem live stream tuyệt vời này. Alo, anh em comment số 8 nhá. Số 8 và chia sẻ cái live stream này ra cái. Rồi ok, này cảm ơn anh Nguyễn Đình Thiên viết gì đây? Rồi, giảm cám thì tụt cân, kéo theo thời gian nuôi mùi chuồng, nây bích, các ô chuồng khác nhau, đúng rồi anh Nguyễn Đình Thiên, xin chào Ngoan Trần, xin chào
Vũ Nguyễn, xin chào Thế Phong, xin chào Hương Nguyễn, xin chào Chu Thế Tùng, xin chào Trần Trung, rồi ok, xin chào Vũ Tuyền. Ok rồi nhé, anh em comment số 8 và chia sẻ cái live stream này ra để tôi tiếp tục tiếp câu chuyện này. Trên con heo lái thì anh em để ý cho tôi nhé, là thứ nhất ấy là trong cái giai đoạn mà chuẩn bị sinh sản ấy, nó rất hay bị viêm tử cung, viêm vú, mất sữa, thì các bạn dùng cái Tiacolitin này các bạn cho ăn 1 tuần trước khi sinh và 2 tuần sau khi đẻ. Tiếp theo, ở trên heo nái nó có cái hiện tượng là sống lưng của nó xuất hiện những cái mạt sắt ấy, khi mà mùa hè các bạn tắm nó còn chảy máu ra lỗ chân lông ấy, các bạn để ý nhá, mùa hè tắm mà nó chảy máu lỗ chân lông ấy, tức là nó khi bạn phun nước lên người nó chảy đỏ lên chuồng, cái đấy là gọi là E. coli nhiễm trùng huyết, nó phát ra qua lông của con heo, nó phát qua lông của con heo, nên là yêu cầu anh em phải cho ăn kháng sinh để tẩy sạch con E. coli đi, nếu không thì heo con sinh sản nó sẽ bị bội nhiễm và nó rất là hay bị tiêu chảy. Ok anh em comment số 8 chưa? Số 8 và chia sẻ cái livestream ra nhá. Ok, số 8 và chia sẻ cái livestream ra. Tiếp tục này. Có ai hỏi câu hỏi gì về bệnh viêm hội tràng không? Nếu mà ai không hỏi, mọi người không hỏi thì tôi sẽ chuyển sang cái bệnh khác quan trọng hơn. Rồi ok nhá, tôi chuyển sang bệnh khác nhá. Hôm nay tôi đang làm cái livestream là chẩn đoán bệnh trên heo phần 2 nhá. Hôm trước phần 1 anh em xem rồi thì anh em cần xem thì xem lại, còn hôm nay là phần 2, ok rồi. Đúng rồi, E. coli nhiễm trùng huyết có hiện tượng là trên sống lưng của nó có cái mặt sắt màu đỏ đấy, khi mà phun nước lên thì nó chảy máu ra, nó máu nó chảy qua lỗ chân lông, nó chảy ướt cả lên chuồng đấy. Đấy là triệu chứng của cái E. coli nhiễm trùng huyết trên heo. Tôi không biết gọi là nhiễm trùng huyết có đúng hay không, nhưng đại để là E. coli thôi, cứ gọi E. coli nhiễm trùng huyết chẳng đúng chẳng sai, cứ E. coli là được. Ok nhá. Ok anh ơi, lái tơ chưa phối mà đã viêm đi anh. Ok, tí nữa tôi sẽ nói với các bạn cái cách mà chữa cái bệnh viêm vú, viêm tử cung, mất sữa nhá. Còn lái tơ mà chưa phối đã bị viêm thì đơn giản không sao cả. Rồi ok, Vũ Tuyền đặt câu hỏi rồi nhưng mà đây không đúng chủ đề rồi, nên là tí trả lời sau nhá. Anh em chia sẻ cái livestream ra đi để tôi tiếp tục sang bệnh mới nào. Rồi nhá, kết thúc bệnh viêm hồi tràng ở đây nhá. Công thức có chữa rồi, bây giờ chuyển sang một bệnh nữa ở trên heo.